Thì đi lấy hàng bán đây không đứa nào phải theo đấy. Đây mấy bác
tiền. Nó không mua được nhiều. Không có lấy đâu. Không mà. Này bảo mình 15.000 cân một thôi lấy 10 cân. Thôi để xem nhớ bảy là ăn còn không phải thế à. Thế 10.000 cân. Bán cho bán cho bán cho bán cho đóng đóng túi như này để lên nào mua nào lấy một cái quăng này có hết rồi chẳng biết này của bà đây vâng không mà I'm going to go to the hospital.
cái cầu đó là thấy nó không ngọt đâu. Thank you.
dài đấy. Đang tắt rồi à? Về tận đâu? Con về ngay dưới đấy. Thank you.
một lượt nhỉ. Lấy được mía nhá. Thế này lạnh thế mà mặt bác nó lư lên. Vâng. Quá. Vào nhà đây xuống tận cửa rồi. Đồ nước, đồ nước. Đổ nước, đổ lô, nước về. Đổ nước mía. Đổ nước. Ba, chín. Nào. Thế chị lị nhỉ, mỗi người uống một cốc. Uống đi bà đây uống này miếng ngọt không mà chạy hả? Chưa được tiền. Hai chai à? Đưa hai chai đây, được. Được, thêm một chai đi. Một chai, thêm gì? Ô, đến một chai. Không được bán, không có túi. Túi bóng hả? Con lại không cầm túi để cho con đi xin á. Rồi, để lên cái mũi rau á, con xin. Ừ, phải mua một chai. Đấy. Không còn túi. Nào, quên uống thử ngọt quá, bây giờ ra mua thêm một cốc nữa, à một chai nữa nào. Đến một chai hả? Ừ. Đến ngọt đúng không? Ngọt. Đến xịn đây. Ok. Đằng sau này khô. Thank you.
Chưa đi
Thank you.
kiểu mà chạy đường như là được. Cây này là vườn này chặt rồi. Chặt rồi. Chặt nhiều rồi sao để cây quần toàn phai cả cây nhưng ta không cho chặt cây. Thế à? Ta chặt ta dòng dây ta thả xuống. Thank you.
Thank you.
đến bản thân con đi bán con à, đi mua con cũng thích cái nhặt của to ấy. Bé đây không ngủ. Vâng. Bà kệ cái đấy đi là được ấy, không cần gì đâu. Sợ nó thuốc vào cái gì mà nó không mua cái gì cả. Con mới bới hôm qua xong. Đất nó nhà mà nó lên mọc hết rồi. Ngon lắm bà, con vừa mới bới hôm qua xong. Con bảo vừa mới bới hôm qua xong. Cháu nhà mình xuống đi làm túi bóng. Đây. Ừ. Vẫn cân đây. 12.000. Bây giờ các bà nhận hơn anh cứ 10.000. 10.000 bán đi lại thì lót mới nổi. Đây các bà nhận cái thằng con này. Ngon gì đây? Ngon đâu mà ngon. Rồi, cân hết 11 đi. Cân mốt rồi. Đây, con ra cái này. Cứ nhặt đi nhặt lại. Nhặt xanh. Xanh. Đấy, được chưa bà? Thank you.
đẹp chắc mà. 80.000 thôi nha bà nhé. Không, bà bán kém đâu, 100.000 là quá rẻ rồi cháu ạ. Đúng 100.000. Đúng 100.000 bà mình bán thế, bán 80.000 thôi. Cháu ơi, cái sọt của bà nó cứng chắc như này này. Rất chi là đẹp luôn. Cháu mua dùng bền mà. Dùng này bền xong đầu là cho mình gánh rồi gánh. Ừ. Cho cái gì cũng được. Còn gánh có nhưng mà bán hết rồi. Để cho con này. Ừ. Cũng bớt được nào. Không. Nhất khoát. Nhất khoát là phải 100.000 bà mới bán được. Rồi, và cảm ơn nhé. Thank you.
Thank you.
rượu mới. Lỗi nhờ mùi rượu ấy. Rồi. Thôi đã, xấu hổ ấy. Và đến nhờ nồi, nhờ bếp, nhờ có để nấu, nấu lên đồ rượu. Ngon rồi, uống. Uống để ngâm mơ. Về đi đào thì để ngâm. Đây cho mượn cái son này để đi nấu.
đã 42 số. Bắt bóng hả? Hơi ấm, hơi bóng. Chụp đều đi. Chụp tay đi. Bóc vào hai đứa luôn. Không có mua rượu. Thank you.
Bên kia nữa. Đấy.
Thank you.
Thank you.
đấy không? Cô bảo hẳn á. Ừ, đây. Thôi cứ thế quay sập thôi, quay lên. Đấy, sập vào thế. Toàn lực. Cái này là chú bà cứ thả đấy, nó cứ một đôi là một ổ hả? Ừ. Vâng. Đôi nào nó ở đôi đấy. Thế mình cứ thả nó các vào hả? Vâng. À, thế là con vẫn cứ để chung được luôn. Như cái chuồng này là hai ngăn, là đôi này riêng, là cái đôi này riêng này và riêng này. Thế con này cứ có cái chuồng con mới làm ấy, hai ô nó cùng vào một ô ấy, hai để cứ thả chung đấy vào cũng được. Lại khác về ra rồi to lại giờ nó bằng lại được mẹ là tinh thế kia này. Là hai đôi là bao nhiêu tiền vậy ông? 280. Ơi. Cái gì?